Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các bạn, tôi là Luật sư Vlog. Kỳ họp Quốc hội lần này thì Bộ trưởng Bộ Công an đã đề xuất sẽ bãi bỏ sổ hộ khẩu. Việc này cũng nhận được sự đồng thuận từ người dân cũng như là đại đa số các vị đại biểu Quốc hội. Vì cũng chính cái sổ hộ khẩu này đã làm khó cho người dân rất là nhiều. Từ cái việc mà đăng ký tạm trú, làm giấy chứng minh nhân dân, làm giấy khai sinh, rồi hồ sơ xin cấp phép điện, nước hoặc là đi học cho con cái, rồi mua bán nhà đất, mua bán tài sản, mua bán bất động sản, mua bán động sản. Nói chung là cực kỳ phức tạp và chính cái sổ hộ khẩu đã làm hành và biết bao nhiêu thế hệ của người dân Việt Nam chúng ta. Khách quan mà nói thì việc quản lý sổ hộ khẩu không phải là không tốt, nhưng nó chỉ phù hợp với thời kỳ chiến tranh. Ví dụ như là nó quản lý về nơi ăn chốn ở của người dân, quản lý quân dịch theo địa phương, cấp phát lương thực theo tem phiếu. Và đến thời điểm này nó được coi như đã hoàn thành được sứ mệnh của mình rồi. Và phải bãi bỏ nó để giảm bớt các thủ tục rườm rà khi người dân thực hiện các giao dịch ngoài xã hội hiện nay. Tuy nhiên, hiểu sao cho đúng về việc bãi bỏ sổ hộ khẩu này, bãi bỏ sổ hộ khẩu có triệt để như các nước phát triển phương Tây hay không? Thật ra đó mới chỉ là cái đề xuất của Bộ Công an mà thôi. Tôi và các bạn cùng nghe báo đài đăng tin thời gian gần đây, chúng ta cũng chưa có những cái cơ sở pháp lý rõ ràng để phân tích về vấn đề này một cách sâu xa hơn. Vì vậy thì ngày hôm nay tôi không trao đổi với các bạn với tư cách là một người luật sư, mà tôi sẽ trao đổi với các bạn với tư cách là một người công dân bình thường như các bạn, cũng chỉ là nghe tin trên báo chí đã đăng mà thôi, để xem cái việc bãi bỏ sổ hộ khẩu này của mình tại Việt Nam có thật sự bãi bỏ hoàn toàn hay không, hay nó bãi bỏ đến mức độ nào, thì chúng ta cùng nhau bàn luận nhé. Đầu tiên thì chúng ta cùng nhau tham khảo qua cách quản lý người dân của các nước phương Tây và nước Mỹ. Thì người ta không quản lý dân cư theo hộ khẩu mà họ quản lý dân cư theo cái giấy phép lái xe. Bởi vì đất nước của họ rất là rộng lớn, ai cũng biết lái xe cả, hầu như là khoảng trên 90% người dân đều biết lái xe. Đó chính là lái xe hơi đó. Nên khi người dân muốn đi hoặc là di chuyển đến nơi nào sống thì họ chỉ cần mang giấy phép lái xe đến nơi quản lý dân cư khu vực đó, thông báo là tôi đến chỗ này để cư trú là được. Họ chỉ cần cung cấp thông tin nè, cung cấp địa chỉ cho cái cơ quan quản lý chức năng ở đó mà thôi là đủ rồi. Thì khi đó cái việc đi làm, cái việc mua bán xe cộ, nhà cửa, việc ăn học con cái của họ hoặc là hưởng lương hưu hoặc là bảo hiểm y tế hoặc là an sinh xã hội của họ được giải quyết tại khu vực đó luôn, không phụ thuộc bất kỳ điều gì. Đất nước của họ rất là hay, hôm nay thích sống ở tiểu bang này, ngày mai thích sống ở tiểu bang khác thì vẫn ok, không bị hạn chế bất cứ điều gì cả. Nhưng để làm được như họ thì cái hệ thống công nghệ thông tin và các phần mềm quản lý của họ rất phát triển mới quản lý được như vậy. Họ không quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, vì vậy Việt Nam chúng ta đã bắt đầu học hỏi những cái điều tiến bộ đó của họ. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi nghĩ thì việc bãi bỏ hoàn toàn sổ hộ khẩu này của nhà nước chúng ta chỉ dừng lại ở góc độ là bãi bỏ sổ hộ khẩu bằng bản giấy mà thôi. Có nghĩa là bãi bỏ bằng cái bản này, chứ chúng ta chưa có đến mức bãi bỏ quản lý theo cư dân hoàn toàn như là các nước phương Tây. Nghĩa là chúng ta không cần phải mang hoặc là cầm cái sổ hộ khẩu bằng bản giấy này đi nộp cho cơ quan chức năng, tổ chức này, tổ chức kia nữa, mà chúng ta chỉ cần đọc cái số chứng minh nhân dân hoặc là mã số định danh cá nhân là cơ quan tổ chức đó sẽ xác định được là anh hộ khẩu ở đâu rồi. Tôi có một ví dụ như thế này, chúng ta muốn bán một cái nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, mà chúng ta ra văn phòng công chứng ở thành phố Hồ Chí Minh để ký kết hợp đồng thì chúng ta chỉ cần mang cung cấp mã số định danh, chứng minh nhân dân thì cơ quan công chứng sẽ tự tra cứu và biết được rằng chúng ta có hộ khẩu tại Tiền Giang, chứ chúng ta không cần phải chạy về Tiền Giang mà cầm mang sổ khẩu lên thành phố Hồ Chí Minh để ký hợp đồng mua bán nữa. Tôi nghĩ là với điều kiện cơ sở vật chất tại Việt Nam hiện tại của chúng ta thì chúng ta chỉ dừng lại ở việc bãi bỏ quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu đến đây mà thôi, chứ chưa thật sự bãi bỏ hoàn toàn quản lý dân cư theo sổ hộ khẩu theo kiểu của các nước phương Tây. Nghĩa là các bạn là không cần phải cầm sổ hộ khẩu hoặc là mang theo sổ hộ khẩu bản giấy này nè đi trực tiếp nữa để làm các thủ tục có liên quan đến bản thân của mình, nhưng vẫn quản lý hộ khẩu theo địa phương. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.